Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, trong suốt 2 tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã 6 lần phải hủy kế hoạch vận chuyển hàng hóa y tế cứu trợ vào giải Gaza do lo ngại các vấn đề an ninh tại đây, cũng như không được cấp phép. Phát biểu trong buổi họp báo trực tuyến ở Sene trong ngày 10 tháng 1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các vụ ném bom liên tục các biện pháp hạn chế di chuyển, tình trạng thiếu nhiên liệu và gián đoạn liên lạc khiến WHO và các đối tác không thể tiếp cận những người cần giúp đỡ tại Gaza. Do vậy, WHO kêu gọi Israel chấp thuận những đề nghị của tổ chức này và các đối tác để vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân Gaza. Cũng theo WHO, hiện tại trên giải Gaza chỉ còn 15 bệnh viện hoạt động, nhưng không đầy đủ trong bối cảnh các cơ sở này thường bị quân đội Israel tấn công vì cho là nơi ẩn náu của lực lượng Hamas. Hôm ngày 10 tháng 1, Bộ trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại khu bờ Tây, trong đó hai bên nhấn mạnh tới tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine. Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Mỹ đã tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc thành lập nhà nước Palestine, đồng thời ủng hộ các bước đi thực tế nhằm hướng tới mục tiêu này bên cạnh đó ông blinken cũng bày tỏ quan ngại về sự bất ổn ngày càng gia tăng tại khu bờ tây và kêu gọi israel bàn giao đầy đủ các khoản thu thuế còn nợ cho phía palestine ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh quan điểm rằng tất cả khoản thuế của người palestine do israel thu thập phải được bàn giao cho chính quyền palestine theo các thỏa thuận trước đó về phần mình tổng thống Abbas khẳng định Gaza là một phần không thể thiếu đối với hy vọng thành lập nhà nước Palestine và không nên bị chia cắt do cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel hiện nay. Ông Abbas cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để thảo luận về việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với vùng đất của nhà nước Palestine trong tương lai với Đông Jerusalem là thủ đô. Ngày 10 tháng 1, lực lượng Houthi ở Yemen đã xác nhận đã tấn công một tàu hải quân Mỹ trên biển Đỏ bằng số lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Truyền thông quốc tế dẫn lời người phát ngôn Houthi cho biết, cuộc tấn công này là phản ứng ban đầu đối với cuộc tấn công ngày 31 tháng 12 của Mỹ khiến 10 tay súng thuộc lực lượng này thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sau đó cũng đã xác nhận vụ tấn công này, cho biết đã có tổng cộng 18 máy bay không người lái, hai tên lửa hành trình chống hạm và một tên lửa đạn đạo chống hạm đã được phóng đi từ khu vực do Houthi kiểm soát. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Saab cho biết các lực lượng Anh và Mỹ đã đáp trả một vụ tấn công của Houthi hôm ngày 9 tháng 1, trong khi đó Đức lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công mới nhất của Houthi vào các tàu trên biển Đỏ cho rằng đây là hành vi chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế. Ngày 10 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ đã được thông qua mà không có bất kỳ phiếu chống nào Nghị quyết mang số 2722 lên án các cuộc tấn công ở biển đỏ và yêu cầu lực lượng hao thi chấm dứt các hành động vi phạm pháp luật quốc tế gây phương hại thương mại toàn cầu và làm suy yếu tự do hàng hải cũng như hòa bình và an ninh khu vực. Một trong những điều khoản chủ chốt trong nghị quyết nhấn mạnh luật quốc tế cho phép các quốc gia thành viên liên hợp quốc có quyền bảo vệ tàu của mình khỏi các vụ tấn công gây ảnh hưởng đến quyền đi lại và tự do hàng hải. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng gồm cho phép liên minh hàng hải đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu bảo vệ các tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 1 đã bỏ phiếu bầu đại sứ Omar Zeinber, đại diện thường trực của phái đoàn Maroc tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva làm chủ tịch của hội đồng này trong năm 2024. Thông báo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, ông Zerniber đã trúng cử vị trí chủ tịch sau quy trình bỏ phiếu kiến với sự tham dự của toàn bộ 47 quốc gia thành viên của hội đồng. Thông báo cũng xác nhận các đại diện của phái đoàn Indonesia, Litva, Uruguay và Phần Lan sẽ giữ các cương vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong năm 2024. Phát biểu sau khi được bầu, ông Zerniber nhấn mạnh kết quả này là niềm vinh dự dành cho đất nước Maroc nói chung và cá nhân ông nói riêng. Ông cũng khẳng định sẽ thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy, tôn trọng và đảm bảo các quyền con người được công nhận trên toàn cầu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 10 tháng 1 thông báo đã giải cứu 30 người di cư, đồng thời phát hiện hai thi thể trên bờ biển đảo Lesbos, hòn đảo của nước này nằm ở ngoài khơi phía đông bắc biển Eze. Thông báo cho biết hai thi thể được tìm thấy bao gồm một nam một nữ, và những người di cư này đã tới đảo Lesbos trong một chiếc thuyền trong điều kiện thời tiết xấu. Theo lời khai của những người di cư, trên thuyền có 36 người và một số người đã nhảy xuống biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát Hy Lạp đang tìm kiếm thêm những người di cư còn mất tích với điều kiện thời tiết bất lợi. Đảo Lesbos hiện là một trong những cửa ngõ được nhiều người di cư lựa chọn để tiến vào Liên minh châu Âu, bất chấp sự nguy hiểm tiềm ẩn trong hành trình vượt biển e Thời gian qua, Huy Lạp đã tăng cường hoạt động tuần tra trên vùng biển này với sự giúp đỡ của cơ quan bảo vệ biên giới Frontex của EU. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.